Vào 22 giờ 40 phút ngày 30 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay quân sự Pahalam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Pahalam có Quốc vụ khanh ngoại giao Ấn Độ Pabitra Margarita, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cùng Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhankar, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số chính đảng của Ấn Độ, dự các diễn đàn, tọa đàm với doanh nghiệp hai nước, tiếp các đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ, phát biểu chính sách, thăm đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Trong chuyến thăm, hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ đi vào thực chất, hiệu quả cả về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư. Đây cũng là cơ hội để hai nước tăng cường chia sẻ về các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, quốc tế và khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm.